Xuất hiện một cô gái 24 tuổi ở trong căn chòi lấy chồng Trung Quốc. Hiện tại là em có biểu hiện lạ nên người nhà đã rước em về và để em ngồi đây. Sự thật bất ngờ khi cô gái trẻ mang một cái căn bệnh rất là lạ. Gặp trực tiếp như thế nào? Nó đi Hàn Quốc luôn rồi. Đó, rồi hiện tại bây giờ là người dân là tao đang bu lại cái em gái đi Trung Quốc về nha mọi người. Đó, không biết em đi về sao mà những bây giờ em là cũng như là bị bệnh cũng như là không có biết cái gì luôn đó. Đó, em gái này hiện nay là 24 tuổi rồi nha mọi người. Đó thì căn nhà căn chỗ này nè. Ừ. Bà con bu đây rất là đông. Đó, người thấy không? Ừ. Còn lối sớm này nhóc ở trên nè. Nhưng mà phát bệnh lên cỡ khoảng Tết tới giờ là nó bị vậy luôn, nó không ăn uống không ngủ nghe trơn á. Là cứ nói này kia hoài vậy ha. Ừ. Gì? Không làm gì. Không làm gì sao đứng đứng đó mua búa gì vậy? Ừ? Con trai. Sao là con trai? Sao biết là con trai rồi? Con trai là sao? Phải không? Phải. Tên là đại gia đúng không? Đại gia có tiền không? Có tiền không? Có tiền không? Đâu tiền đâu? Tiền có cầm trong tay tay có tiền kìa. Nhiêu tuổi rồi? Cân nhiêu tuổi rồi? Ui. 22. 22 tuổi. Chồng đâu? Chồng đâu? Chồng đâu? Đâu có chồng. Trai hay gái? Con trai. Trai hả? Em là tên gì? Đại gia. Tên đại gia ha. Đại gia lâu chưa? Mấy năm rồi? Về đây hả? Ờ. 7 năm. 7 năm rồi hả? Rồi tính tiền nào đi nữa? Ở đây. Không đi nữa sao? Đi đâu? Đi chơi. Đi ở đâu? Đi rồi chồng ở. Đây cái cặp mắt kìa. Đó, nhìn ngay vậy. Nhìn qua đây. Đó đây. Em chưa mấy chứ không? Đây. Đó đang điểm đang tính. Tâm ba. Hả? Tâm ba. Vậy? Tâm ba. Rồi giờ em đang làm gì? Hả? Có làm gì không? Làm gì đâu? Làm đại gia. Làm đại gia hả? Có tiền nhiều không? Có tiền đó. Đâu tiền rồi, điểm rồi. Vàng có vàng không? Đại gia phải có tiền nhiều mới được chứ. Có đại gia có đeo vàng không? Có đi siêu xe không? Đang hỏi bây giờ. Đâu điểm nó còn nhiêu tiền? Thân xác thì thân xác phụ nữ mà giọng. Nhiều. Trăm ngàn ha. 100 ngàn. Ủa sao mà ai uống rượu hả vậy? Lúc trước đó là bé này là bình thường ha cô? Bình thường như mình không có gì xảy ra chân mới. Cô lại đây nè cô. Cô đứng gần được không? Cô vô có sao không? Đứng gần đại gia được không? Đứng gần đại gia cho đứng gần đi. Đứng gần đại gia được không? Cho bà ngoại đứng gần đại gia nha. Được không? Đứng sát luôn cô. Đứng sát luôn. Chơi luôn. Rồi cô kể cái sao vậy? Đi tới đi luôn vậy. Thôi nó không chịu rồi thôi đi. Rồi thôi bây giờ mình ra ngoài mình hỏi ngoại đi. Rồi ok, rác ra hỏi ngoại đi. Ngoại cái sao là em nó bị như vậy? Rồi nhớ chồng quê chồng đâu không? Chồng ở nước nào? Hả? Chồng đâu rồi chồng? Em là đừng ông hay trai? Con trai. Gái. Con trai, con trai. Nhưng không phải con gái hả? Gái đâu gái? Đó con gái đó. Đàn ông mà. Rồi ok em được rồi. Bạo lực. Bành cái áo luôn. Bạo lực. Không được. Mũi cái. Kệ đi em ơi. Kìa chồng tới kìa. Chồng đâu chồng? Đó. Không có chồng. Nè. Không ai. Trung Quốc về đó. Dĩ Hào. Em ăn cơm chưa? Ăn sì bà. Ăn gì? Sì bài. Sì bài. Cái này tiếng nước nào?
này tính xe. Em nói tiếng gì vậy? Tiếng Anh. Nói lại tiếng tiếng nói lại coi. Nó nói tiếng Tàu coi. Nói tiếng Trung á. Rồi đó. Nói đàng hoàng nói tiếng Trung coi. Rồi đây em ca tiếng Anh này. Biết hát luôn đó. Có giận có điệu luôn mà chú bố ạ. Đâu ha, mình hát bài hát Việt, bài hát Việt Nam hay chị Nhi? Đánh nào. Cũng chị hát bài hát Việt Nam. Dừng Linh á, Linh á. Thôi tập trung vô hát đi nè. Rồi hát nè. Hát đây. Còn nói tiếng Anh này. Nha. Áo tím gì đó. Người yêu quá tím ơi, sao không chờ không đợi, buồn lắm em ơi. Em là con trai. Như rồi ca coi. Người yêu quá tím ơi, sao không chờ không đợi, buồn lắm em ơi. Em là phần con gái như hoa. Sao khóc? Có chuyện gì nè mới khóc nè. Buồn hay gì? Uổng khóc gì đâu. Ngọn lửa xa vào đôi mắt em, chiều đau sợ tâu người bên thềm. Ngừng kiếm nhân nào đâu dám nói, ghé tâm từ lại thôi. Đường hoa bánh chim mở lối, lệ bánh không chừng tay trắng tay. Về đâu làm tâm gì những gì ai nhìn ai bên nào đâu tất tình những thấy chị thuộc bài hát gì của Lâm Trấn Khang vậy không? Nghe nói chị là thần tượng Lâm Trấn Khang lắm đó. Anh nhìn em anh những gì đâu chị ca coi. Rồi quay qua đây nè chị. Nếu mong đàn người ai yêu vội vàng, em cần câu quý câu rằng xa như em dừng em ở đơn chiều. Mình đừng yêu đã yêu nhau biết thương người ai đã sân nhiều. Em ngoài lòng em có bao nhiêu. Trái tim yêu người đó là bất chiều. Chỉ là quen ta đã thương yêu nhau. Nếu muốn nên người ấy vội vàng, anh cần câu ý cao xa. Xa như em gì. Tất tình. Buồn tình hay gì? Buồn tình phải không? Hả? Xin quên ta đã từng yêu. Nhớ chồng không? Chồng gì? Chồng là không. Chồng gì đây? Có vợ không? Vợ đâu vợ? Vì có cùng có chồng hay có vợ? Cô đơn. Cô đơn. À, lúc đó kìa. Đó tới giờ chưa có vợ. Hát bài cô đơn đi. Hồi đó tới giờ chưa có vợ. Rồi, đâu đời mình tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thể. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng sơ sơn. Yêu ai cũng đã lỡ giờ này sẽ nói gì. Tôi quên tôi đã quên mà qua đây nè. Sơn hứa gì thì quay bên đây nè, giờ bên đây nè. Hát tiếng Anh nha. Tâm 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 linh tâm đen đêm bên rừng. Tiếng Thái rồi mà. Bun ca bun do na ba ling do ma ling. Bun ca bun cha ling do bo ling bo ling rung. Bun ca bun cha ling do ling bo ling do ling. Sơn sơn đi bun do đi sâm đơn đi mường. Chân tham sơn khó bun do đây. Sơn sơn đi do bun đi bo ling bo ling. Bắt đầu không cần mấy ca gì hả? Cùng ngoài ô tôi có căn nhà trên. Khi bé nhưng thật xinh, thân nghề sống riêng một mình. Nhà cạnh bên em sống trong dầu xanh. Mê nắng nhung đầy tre, thì hè sẽ đón đưa. Hôm nay đó quên em vào. Em báo từng mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhàn xe nghèo này không? Rồi, tiếp theo là bài hát gì chị? Tôi ca không ai, tôi đã nghe cũng vợ. Sao vậy? Ai qua mà bé sao vậy? Hát tiếp đi em. Ngân. Hát tiếp đi, sao vậy? Ai? Sao lý do gì? Sao bà Ngân? Mắt kìa. Nhìn qua đây nè. Sao Ngân? Cái này.
Nó đi Hàn Quốc luôn rồi. Ai tới? Nói. Thấy ai không? Thấy ai? Em tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nơi cứ anh và em, giờ là em yêu thương anh. Sẽ ngày về nơi đây với em giờ lại. Đừng sợ nước mắt thấm vội trên mi. Em đi xa quá, em đi xa quá, có biết không? Nơi anh đợi một giấc mơ, anh phải chờ đợi một cơn mưa. Phải trường rồi đó. Đó. Phải trường rồi. Em ơi anh nhớ, em ơi anh xin nhớ. Đó, vô đi trường. Có gì đâu. Em giờ này ở đây vô nói chuyện đi. Anh cầm máy cho, vô nói chuyện đi. Vô đi. Cầm trường cơ liền vậy. Làm như trúng băng á. Đồng nghiệp. Ra đúng đài rồi đó. Phải anh Trường ơi. Nhìn chia tay em cho được không? Sao này tôi là đâu nè? Dù mấy em dẫn đến cơn sân mà kia. Đây nhờ cầm máy Trường ơi. Nhìn anh đó là bao ngày xưa. Giờ ở đâu không còn là em xưa rồi. Em đang bên hơn tiền. Rồi cho anh hỏi cái này.